Mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Chiến sự Ukraine ngày 8 tháng 3. Nga tấn công đồng loạt nhiều nơi, giao tranh ác liệt. Lực lượng Moscow đang lấy lại đà tấn công sau ít ngày trầm lắng. Hầu hết các mặt trận đều diễn ra giao tranh nóng bỏng. Ukraine báo cáo quân đội Nga dồn dập tấn công, đồng thời ở nhiều hướng. Nga phát triển tấn công ở Marinka. Kênh 71 đưa tin, trong cuộc tấn công ở Georgievka, phía tây thành phố Marinka, lữ đoàn 5 và sư đoàn 150 của Nga đã chiếm gần một nửa ngôi làng, đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi tất cả các khu vực xung quanh hồ chứa và tiếp tục phát triển. Ukraine đang tích cực sử dụng máy bay không người lái FPV nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga. Kênh loại 3 cũng xác nhận, lực lượng Moscow đang tiến về phía nam Krasnohorivka dựa trên thành công của họ ở phía nam tuyến đường sắt. Ở phía nam, tại khu vực Bobeda và Marinka đang diễn ra các trận đấu phản công. Ukraine ra sức kháng cự ở phía tây Donetsk. Kênh Surya Map cho biết, ở phía tây Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía nam Krasnogorivka, dọc theo các đường phố Shevchenka, Pariskoy Komuny, Vosmoho Peresniza, Lemontova và Zaliznitsa. Con hào tiếp giáp với đại lộ Helohichna cũng bị chiếm. Kênh Zeroman đưa tin, lực lượng Nga đang tiến về hướng Donetsk tại làng Pirosmaiko, nằm ở phía tây sân bay Donetsk, dọc trung đường M30. Nga dường như đang quyết tâm không chỉ đẩy chiến tuyến ra xa thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng để hạn chế pháo kích, mà còn nỗ lực giành lại toàn bộ lãnh thổ Donetsk theo địa giới hành chính, hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga khôi phục đà tấn công ở Avdiivka và Zaporizhia. Kênh Shurya Map đưa tin, trong hai ngày qua, tại phía tây Abdiyavka, lực lượng Moscow đã tiến về phía nam Olipka đến con đập của hồ Zoryansky và các đồn điền tiếp giáp với phần phía bắc của Tonenka đang diễn ra các cuộc đụng độ ở quân đội Ukraine. Có thể thấy sau vài ngày giảm nhiệt độ tấn công, tại thời điểm này, quân đội Nga đang dần lấy lại đã phát triển, dù rất chậm. Tuy nhiên một điều rõ ràng là lực lượng Kiev đã cơ bản ngăn chặn thành công bước tiến của đối phương, nguy cơ sụp đổ dây chuyền sau khi Abdiyavka thất thủ được đẩy lùi. Trong khi đó, đồng thời với cuộc tiến công về phía Tây phía Bovia đạt nhiều kết quả, quân đội Nga đã bắt đầu khởi động lại cuộc tấn công vào Robotin từ phía Tây. Một phần thị trấn đang bị tranh chấp với các cuộc đụng độ giữa hai bên ở gần trung tâm. Thế trận giằng co đang diễn ra ở khu vực này, tuy nhiên đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể sẽ rút dần về phía Orekhov. Do thiếu hệ thống công sự kiên cố nên họ không thể cán cự được sức tấn công mạnh mẽ của đối phương. Lực lượng Kiev được cho là đang câu giờ để xây dựng tuyến phòng ngự ở phía sau trước khi chính thức rút lui. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự ở Novo Palop. Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối ngày 7 tháng 3 cho biết, trong 24 giờ qua, trên hướng Novo Palop, vùng đô nhét, quân đội Nga với sự hỗ trợ của không quân đã 19 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân Ukraine. Báo cáo có đoạn, có 70 cuộc đụng độ đã xảy ra trong ngày, Tổng cộng đối phương đã thực hiện 3 đợt tấn công bằng tên lửa và 43 đợt không kích, tiến hành 46 đợt tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Máy bay Ukraine không kích vào 11 khu vực tập trung quân đội đối phương. Các đơn vị tên lửa đánh trúng một khu vực tập trung quân, hai hệ thống phòng không, một trạm tác chiến điện tử và một kho nhiên liệu dầu nhờn của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Kubiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopalovsk. Trên hướng Kherson, đối phương đã không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị ta ra khỏi đầu cầu tàng ngạn sông Donetsk với một đợt xung kích không thành công, báo cáo viết. Ông Biden Ukraine có thể ngăn chặn Nga nếu chúng tôi cung cấp đủ vũ khí cần thiết. Ukrainska Pravda đưa tin, trong những phút đầu tiên của bài phát biểu thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến sự cần thiết phải hỗ trợ cho Ukraine. Ông nói, Ukraine có thể ngăn chặn Tổng thống Nga Putin nếu chúng ta đứng về phía Ukraine và cung cấp cho họ những vũ khí cần thiết viện trợ cho Kiev đang bị chặn lại bởi những người muốn rời xa vai trò lãnh đạo toàn cầu. Chúng ta không thể rút lui và khiến toàn bộ châu Âu gặp nguy hiểm. Tôi đã nói với Tổng thống Putin những điều rất đơn giản. Chúng tôi sẽ không rút lui. Ngay bây giờ như tôi đã nói trước đây, và ý tôi theo nghĩa đen, lịch sử đang theo dõi chúng ta, lịch sử đang theo dõi Hạ viện, người đứng đầu Nhà Trắng nói. Tổng thống Biden tăng cường kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, nói rằng tự do và dân chủ đang bị đe dọa cả trong và ngoài nước ông cho biết mục đích bài phát biểu của mình là để đánh thức quốc hội và cảnh báo người dân mỹ rằng nền dân chủ đang bị đe dọa ông nhấn mạnh nếu có ai nghĩ ở đây rằng ông putin sẽ dừng lại ở ukraine tôi đảm bảo với bạn rằng ông ấy sẽ không dừng lại chúng ta phải đáp lại thách thức đó tổng thống mỹ nhắc lại rằng ukraine đang yêu cầu hỗ trợ quân sự và vũ khí để chống lại nga chứ không phải là binh sĩ si mỹ họ không yêu cầu binh lính mỹ thực tế binh sĩ si mỹ không tham chiến ở ukraine và tôi quyết tâm giữ nguyên như vậy ông nói anh và Ukraine thảo luận nhu cầu của quân đội. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sitsky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã gặp gỡ và trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cùng Tham mưu trưởng quân đội Anh Tony Radakin. Ông Umerov viết trên Facebook, Chúng tôi đã thảo luận về các nhu cầu ưu tiên của lực lượng phòng thủ Ukraine. Tổng tư lệnh Alexander Sitsky đã thông báo về tình hình mặt trận và những hành động mới nhất của đối phương. Bộ trưởng Umerov cảm ơn Vương quốc Anh vì đã hỗ trợ hết mình, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa Storm Shadow, vốn đang làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Đồng minh quyên tiền mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine Kiev Independent đưa tin, Thủ tướng Séc Petro Baven ngày 7 tháng 3 cho biết, sau khi Naui tham gia sáng kiến do Séc dẫn đầu về việc mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine, số tiền cần thiết đã được tài trợ. Hãng tin CT24 của Séc thông báo, khi khoản viện trợ trị giá 60 tỷ đô la của Mỹ cho Ukraine vẫn bị đình trệ tại quốc hội, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Praha đã khởi động sáng kiến viện trợ quân sự vào tháng 2, vì nước này đã tìm thấy nguồn cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm bên ngoài châu Âu có thể được gửi đến Ukraine sau khi số tiền cần thiết được phân bổ cho sáng kiến này. Ông Pavlen cho biết 18 quốc gia đã tham gia sáng kiến đồng minh do xét dẫn đầu và trong vòng vài tuần Ukraine sẽ nhận được đạn dược. Naui là nước đóng góp cuối cùng phân bổ 1,6 tỷ kroner Naui tức là 153 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến này. Những nước đóng góp khác bao gồm Hà Lan, Bỉ, Đức, Latvia và Canada đã công khai cam kết thực hiện sáng kiến này trước đó. Thủ tướng Ba ven nói, bây giờ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào khả năng của các công ty chúng tôi và Bộ Quốc phòng cho việc đẩy nhanh toàn bộ quá trình cung cấp viện trợ. Trong bối cảnh thiếu đạn dược, Ukraine đã rút khỏi Avdiivka, một thành phố tiền tuyến quan trọng ở tỉnh Donetsk vào ngày 17 tháng 2 và khỏi các làng lân cận khác vài tuần sau đó. Tổng thống Monova nói ông Putin sẽ tiếp tục hành động nếu không bị ngăn lại. Reuters đưa tin, Tổng thống Monova Maya Sandu hôm thứ Năm ngày 7 tháng 3 cho biết Nga đang tiếp tục nỗ lực gây bất ổn cho đất nước của mình và cảnh báo rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không bị ngăn chặn ở Ukraine, ông ta sẽ tiếp tục làm mối đe dọa đối với phần còn lại của châu Âu. Nếu đối phương không bị ngăn chặn, họ sẽ tiếp tục tiến tới và tiền tuyến sẽ tiếp tục tiến gần hơn. Gần hơn với chúng tôi, gần hơn với bạn. Bà Sandu nói sau khi ký thỏa thuận hợp tác và quốc phòng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris. Vì vậy, châu Âu phải thể hiện một mặt trận thống nhất. Sự gây hấn phải bị đẩy lùi bằng một lực lượng mạnh mẽ. Bà nói, Ông Macron cho biết Pháp sẽ ủng hộ Moldova. Thực tế, dân chủ của Moldova và nguồn cảm hứng của nước này về một tương lai của châu Âu như Ukraine trên thực tế là một thách thức đối với nước Nga của tổng thống Vladimir Putin. Ông Macron nói và cho biết thêm đất nước của ông sẽ tăng cường hợp tác để giúp nước này chống lại cái mà ông gọi là các cuộc tấn công hỗn hợp. Nằm ở biên giới phía tây nam Ukraine, Moldova quốc gia thủ Liên Xô cũ từ lâu đã bày tỏ nguyện vọng tiến gần hơn tới EU và cho biết đây là mục tiêu can thiệp của Nga, chủ yếu ở khu vực Transnistria. Với lực lượng quân sự yếu kém, Moldova được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương nếu xung đột Ukraine lan sang các nước đông Âu khác. Nga có thể kéo dài cuộc chiến Ukraine thêm ít nhất 2 năm. Tình báo Litva đã chỉ ra những yếu tố giúp Nga có thể kéo dài chiến dịch quân sự tại Ukraine sau 2 năm xung đột. Trong một báo cáo của Cục An ninh Phản gián và Cục An ninh và Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Litva được công bố ngày 7 tháng 3, các cơ quan này nhận định giá dầu cao, việc lách lệnh trừng phạt và đầu tư nhà nước đang cung cấp cho Nga đủ nguồn lực để kéo dài chiến dịch quân sự ở Ukraine với cường độ hiện tại trong ít nhất 2 năm nữa. Theo bản báo cáo thường niên của Litva, nhằm đánh giá các mối đe dọa mà quốc gia Baltic này đang phải đối mặt, Nga đã cải tổ, tăng cường quân đội và đang trên đà mở rộng năng lực quân sự dọc biên giới với NATO, bao gồm khu vực sát Phần Lan, quốc gia đã gia nhập liên minh vào năm ngoái. Moscow có thể đánh giá các bài học kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả chiến đấu, các cơ quan của Litva cho biết thêm. Các cơ quan này nhận định tình báo Nga đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm lách các lệnh trừng phạt áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Các cơ quan của Litva cho biết trong khi Nga được Iran và Triều Tiên cung cấp vũ khí, đạn dược một cách công khai, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp vi mạch lớn nhất và đồng nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền chính trong các giao dịch quốc tế của Nga. Báo cáo chỉ ra rằng kể từ khi triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus vào năm 2023, Nga liên tục xây dựng cơ sở hạ tầng để sử dụng ở quốc gia đồng minh này. Theo báo cáo, các cơ quan tình báo Nga và Belarus đã tăng cường nỗ lực tuyển dụng những người Litva vượt biên và Litva đã bắt giữ một số công dân nước này vào năm 2023 với cáo buộc cung cấp dữ liệu cho tình báo Belarus để lấy tiền mặt. Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 3 cho biết, nước này đã tăng cường lực lượng quân sự ở phía Bắc và phía Tây để đáp trả việc NATO tăng cường lực lượng ở biên giới Nga. Litva, nước láng giềng cả Nga và đồng minh Belarus, hiện là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Litva hồi tháng 2 cho biết, quân đội Nga dường như đã chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc xung đột quy mô lớn so với hai năm trước vì họ đã có kinh nghiệm đáng kể trong cuộc chiến với Ukraine. Trong những tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao của phương Tây đã cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào NATO trong vòng vài năm tới, mặc dù nhiều chính trị gia, bao gồm cả Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg đã thừa nhận rằng không có mối đe dọa ngay lập tức từ Moscow. Trong khi đó, tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những đồn đoán rằng Moscow có thể tấn công NATO là hoàn toàn vô lý, giải thích rằng nước này không có lợi về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự khi làm như vậy. Vào tháng 12 năm ngoái, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, ông Putin đã ký xác lệnh tăng quy mô tối đa của quân đội Nga thêm 170.000 quân nhân lên tới 1,3 triệu quân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quá trình xây dựng lực lượng sẽ dựa trên việc tuyển dụng những công dân sẵn sàng phục vụ trong quân ngũ như lính hợp đồng. Nga cũng đã tăng cường đáng kể việc sản xuất đạn dược, trang thiết bị quân sự và vũ khí chiến trường. Vào cuối năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Nga là lực lượng được chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất trên thế giới, đồng thời nói thêm rằng họ có trang thiết bị hiện đại đã được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý, thưa quý vị, truyền thông Ai cập cho biết vòng đàm phán tìm kiếm lệnh ngừng bắn cho giải Gaza kéo dài liên tiếp trong năm ngày qua giữa các nhà đàm phán quốc tế và lực lượng Hamas tại Cairo đã tạm dừng. Cùng ngày, đại diện đàm phán của Hamas đã rời Cairo để thực hiện tham vấn nội bộ về kết quả đàm phán những ngày qua với các nhà trung gian đến từ Mỹ, Qatar và Ai cập. Tuy nhiên, các bên vẫn quyết định sẽ nối lại tiến trình thương lượng vào đầu tuần tới như nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện vài dài ngày tại Gaza trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo ngày 11 tháng 3. Về nguyên nhân khiến đàm phán bế tắc và chưa thể đạt được đột phá, truyền thông khu vực cho biết, về Israel vẫn nhất quyết đòi Hamas phải trả tự do cho toàn bộ các con tin một cách vô điều kiện, đồng thời từ chối cho phép người dân khu vực Bắc Gaza dưới 45 tuổi được trở về nhà. Hamas đã bác bỏ yêu sách này của Israel, đồng thời yêu cầu lực lượng Israel tại Gaza rút về đường phân chia do các nhà đàm phán quốc tế đưa ra. Thụy Điển đã chính thức gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự đối đầu của Nga ở châu Âu và chiến sự ở Ukraine. Việc chuyển giao các tài liệu gia nhập của Thụy Điển đã được thực hiện tại Washington, Mỹ. Phía Thụy Điển hiện đã bàn giao các tài liệu gia nhập NATO cuối cùng của nước này cho các đại diện Mỹ. Đây là bước cuối cùng cần thiết để hoàn tất tiến trình 2 năm xin gia nhập Liên minh quân sự. Thủ tướng Thụy Điển đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Điển bây giờ chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới nơi chúng ta thực hiện lên kế hoạch chi tiết và chính xác những gì xảy ra trong tháng đầu tiên chúng ta hiện đang ở vị trí giống như phần lan cách đây vài tháng hội nhập hoàn toàn đó là một sự thay đổi và rõ ràng là chúng ta phải thảo luận về khả năng của chúng ta ở đâu lợi ích tốt nhất mang lại cho tất cả các thành viên nato là gì hiện tại có rất nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra và tôi mong đợi được là một phần trong đó Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng vừa lên tiếng ca ngợi việc Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh, khẳng định quốc gia Bắc Âu này giờ đây đã có được sự đảm bảo an ninh tối thượng. Quyết định gia nhập của Thụy Điển giúp cho NATO mạnh mẽ hơn, Thụy Điển an toàn hơn và toàn bộ liên minh được bảo đảm. Tổng thống Joe Biden cũng đã có thông điệp hoan nghênh Thụy Điển trở thành thành viên chính thức 32 của NATO. Tổng thống Biden cho biết, việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sẽ giúp tăng cường an ninh xuyên đại Tây Dương trong khi Stockholm ngày càng xích lại gần NATO hơn trong hai thập kỷ qua từ cách thành viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu của Thụy Điển đánh dấu một sự đoạn tuyệt rõ ràng với quá khứ khi trong 200 năm qua Thụy Điển tránh liên minh quân sự và áp dụng lập trường trung lập trong thời chiến. Rời cuộc đua Tổng thống, tương lai nào cho bà Nikki Haley? Việc cô bám trụ đến phút cuối cùng trong đường đua giành đề cử bên Đảng Cộng Hòa bà Nikki Haley có thể nhắm tới cuộc đua năm 2028 như một sự thay thế cho ông Donald Trump. Sau khi bị ông Trump thắng áp đảo tại cuộc bầu cử sơ bộ siêu thứ ba của Đảng Cộng Hòa ngày 5 tháng 3, bà Nikki Haley đã chính thức tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử. Phát biểu tại Charlton sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ Mỹ, bà Haley khẳng định không có gì hối tiếc khi quyết định tranh cử tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 lần này thông điệp của bà Haley từ màn thách thức ông Trump. Bà Haley quyết định rời đường đua vào vị trí đề cử của Đảng Cộng Hòa sau một loạt các thất bại. Bà thậm chí thua ngay tại South Carolina, nơi bà từng có 6 năm làm thống đốc. Hai chiến thắng ở Vermont và thủ đô Washington rõ ràng chỉ mang tính tượng trưng. Tuy nhiên, màn đối đầu gần như vô vọng của bà Haley cũng phần nào giúp ông Trump và Đảng Cộng Hòa nói chung có cái nhìn về các nhóm cử tri trong số cử tri Cộng hòa, bà Haley giành lợi thế ở các cộng đồng ôn hòa hơn so với ông Trump, cũng như phụ nữ ngoại ô và cử tri độc lập. Đài CNN lưu ý về việc nhiều người giàu thuộc Đảng Cộng hòa và cả một số thuộc Đảng Dân Chủ đã bắt đầu tập hợp phía sau bà Haley. Đây là nhóm nhà tài trợ đồng ý với quan điểm bảo thủ của Đảng Cộng hòa và một phần của ông Trump, nhưng muốn tìm lựa chọn thay thế ông Trump. Đơn cử, bà Haley được tỷ phú Charlie Cox đề cử, và chiến dịch của bà gây quỹ 24 triệu đô la Mỹ trong quý cuối năm ngoái. Một số sai lầm của bà Haley sau đó đã khiến bà không thể tiếp đà thành công. Tuy nhiên về lâu dài, bài học của Đảng Cộng hòa cũng chính là bài học của bà Haley. Bản nháp của bà Haley tạm chấm dứt, nhưng tham vọng của nữ chính trị gia này có thể khiến cử tri trung thành tiếp tục hy vọng. Đổi ý với xếp cũ, bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 2004, Bà Haley đã đánh bại một ứng viên đương nhiệm có kinh nghiệm 30 năm trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho ghế hạ viện ở hạt Lexington, South Carolina. Đó vẫn là một trong những điểm tựa để bà Haley tự tin thách thức ông Trump và Tổng thống Joe Biden bên Đảng Dân chủ, hai ứng viên sáng cửa hơn trong kỳ bầu cử năm nay. Nhiều người đã lưu ý chi tiết rằng bà Haley từng làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông Trump. Nhưng giữa lùm xùm đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2024, bà khẳng định xếp cũ của mình không còn tương lai trong chính trị và đồ rằng ông sẽ không tranh cử năm 2024. Không lâu sau đó, bà còn nhấn mạnh nếu ông Trump thực sự tranh cử, bà sẽ không ủng hộ. Thế nhưng, bà đã đổi ý. Ông Trump đã chế giễu bà Haley xung quanh chi tiết này. Cựu Tổng thống Mỹ mô tả bà Haley đã trở thành người đầu tiên thách thức ông, trong khi bà từng nói rằng tôi sẽ không tranh cử chống lại Tổng thống của mình. Ông Trump còn gọi bà bằng biệt danh não chim khi bà bắt công kích ông. Trong thời gian đầu, bà né tránh việc này. Thông thường, một ứng viên thua cuộc trong cuộc bỏ phiếu đề cử sẽ quay sang ủng hộ ứng viên còn lại nhằm duy trì sức mạnh cho nội bộ đảng. Nhưng hôm 6 tháng 3, phát biểu chấm dứt chiến dịch tranh cử tốn kém 114 triệu đô la Mỹ của mình, bà Haley đã không thông báo ủng hộ ông Trump, mặc dù có chúc mừng đối thủ và hy vọng ông thu hút được các cử tri ôn hòa và các cử tri ủng hộ bà. Thua ông Trump, bà Haley sẽ tranh cử năm 2028. Nhưng sau cùng, những gì diễn ra ở mùa tranh cử 2024 cho thấy có thể bà Haley sẽ tiếp tục con đường của mình. Theo ông Miles Coleman, phụ trách chương trình dự đoán kết quả bầu cử tại Đại học Virginia, bà Haley chắc chắn không nắm giữ vị trí nào trong chính quyền ông Trump nếu ông đắc cử. Thay vào đó, việc cố gắng bám trụ cho tới sau ngày siêu thứ ba có thể là tín hiệu cho thấy bà đang chuẩn bị cho bầu cử năm 2028. Kịch bản tốt nhất cho bà ấy là ông Trump sụp đổ, thua thuyết phục tại cuộc tổng tuyển cử. Nếu tiếp tục tranh cử, bà ấy có thể dễ dàng nói câu: "Tôi đã bảo các bạn rồi mà." Tạp chí Times dẫn lời Comment. Một trong những tín hiệu đáng lo nhất của Đảng Cộng hòa khi thấy Haley thua dễ dàng là câu chuyện hậu Trump. Dưới quan sát hiện nay cho rằng uy tín của ông Trump ở Đảng Cộng Hòa vẫn rất lớn và ông vẫn tiếp tục là gương mặt thu hút nhiều cử tri nhất cho đảng này. Đó là thực tế khiến cho các đối thủ của ông Trump trong nội bộ đảng muốn tìm cách thay thế ông phải dè chừng. Việc chỉ trích ông Trump sẽ ảnh hưởng lớn đến vận mệnh chính trị của họ. Nhưng bà Haley có vẻ mang một cách tiếp cận khác khi đề cập tới việc đề cử ông Trump, tức kêu gọi cử tri trung thành của mình ủng hộ ông Trump. Bà Haley dẫn lý tưởng của bà đầm thép nước Anh Margaret Thatcher. Tôi đã luôn là một đảng viên Cộng hòa bảo thủ và luôn ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa. Nhưng với câu hỏi này, như rất nhiều điều mà bà ấy đã làm, Margaret Thatcher đưa ra một số lời khuyên hữu ích khi nói Đừng bao giờ đi theo số đông, hãy luôn đưa ra quyết định của riêng mình.